Với cá kho cá này thì thịt cá sẽ được dẻ chắc, ngon hơn và nó không bị tanh nha. Cách này thì đơn giản dễ làm lắm mà mình có ngay được cái món kho ngon cho gia đình. Chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách kho cá cha làm sao mà cho nó dẻ thịt, không bị bở nha và cá sẽ thơm ngon hơn, không bị tanh. Cách này thì đơn giản lắm, ở đây thì mình đã mua cá cha này khoảng 2 kg này các bạn. Ở trong mỗi khứa cá thì nó có gân trắng như nè, thì mình rút ra để cho nó giảm mùi tanh của cá ha. Và tiếp theo để cho cá này thịt dẻ hơn thì mình sẽ rửa qua nước muối nha. Ở đây thì mình có khoảng nửa lít nước, mình cho vào đây là khoảng 1 muỗng canh muối và tan lên. Rồi mình cho cá vào mình ngâm. Mình đã rửa cá và làm cá sạch sẽ hết rồi các bạn. Và cái bước tiếp theo thì mình ngâm vào trong nước muối như nè, giúp cho cá của mình nó săn chắc thịt hơn. Vì khi mình kho á, cá sẽ dẻ thịt ngon, không bị bủng, không bị bở nha. Mình ăn bao nhiêu thì mình kho bao nhiêu. Ở đây thì mình kho 5 khứa như thế này nha. Mình để đây mình ngâm khoảng 20 phút trong nước muối. Rồi sau đó mình đi rửa sạch qua. Sơ chế cá xong thì mình sẽ đi bắt chảo dầu lên. Đợi dầu nóng rồi thì cho hành vào phi thơm. Hành vừa vàng thơm mà được, mình sẽ tắt lửa nha. Đừng để cho nó khét quá thì nó sẽ bị đắng. Rồi thì mình sẽ cho gia vị vào. Mình có 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm. Khi tắt lửa rồi thì các bạn hãy cho gia vị vào ha. Nước mắm thì mình dùng 2 muỗng canh lớn là khoảng 30 gram. Rồi thì mình cho một ít nước màu vào. Tùy nước màu đậm nhạt các bạn có thể tăng hoặc giảm. Ở đây thì mình cho khoảng 1 muỗng cà phê. Rồi thì cho cá vào để mình ướp cá trước. Mình phi củ hành thơm vậy á, mình kho cá thì nó sẽ được thơm ngon hơn. Trộn cho đều, cho cá thấm đều gia vị. Mình ướp khoảng 10 phút cho cá thấm gia vị, vậy thì mình kho cá nhanh thấm hơn và thịt cá cũng chắc hơn nữa. Ướp cá khoảng được 10 phút thì mình sẽ mở lửa lên mình kho. Kho mình chở cá cho nó săn đều, mình hãy cho nước dừa vào nha. Các bạn cho nước nóng hay là nước lọc bình thường cũng được. Mình có nước dừa thì mình cho nước dừa vào. Cá bây giờ nó đã sôi rồi, thịt cá đã săn rồi các bạn, thì mình cho nước dừa vào. Đây mình cho hết một trái dừa ha. Hôm nay là cá này nó lớn các bạn nên nó dai lắm. Mình cho hơi nhiều nước tí xíu để mình kho cho nó chín kỹ nha. Rồi thì mình cho thêm vài trái ớt kho cho nó dậy mùi thơm ngon hơn. Kho cá thì mình sẽ không có đậy nắp nha các bạn. Nếu có bọt thì mình vớt bỏ đi. Để nắp thì cá của mình bị bở không ngon. Mình cứ để từ từ cho cá thấm rút thì nó chín từ từ, thịt nó mới dẻ nó mới ngon ha. Nãy giờ mình kho khoảng 15 phút rồi đó các bạn, thì nước nó đã rút còn hơi xăm xắp gì nè. Giờ tiếp tục thì mình cho củ hành, hành lá và ớt thêm nữa nha. Cá này mình kho cho nó nhiều ớt vậy đó thì nó dậy mùi thơm ngon hơn và nó không có bị tanh nữa các bạn. Bây giờ là mình kho cho củ hành nó chín là mình tắt lửa được rồi ha. Nước nó còn hơi xăm xắp gì nè. Các bạn có thể để chấm thêm rau. Với cách kho cá này thì thịt cá nó sẽ được dẻ chắc, ngon hơn và nó không bị tanh nha. Cách này thì đơn giản dễ làm lắm mà mình có ngay được cái món kho ngon cho gia đình. Như các bạn thấy bây giờ cá đã chín rồi nè. Và thịt cá bây giờ nó săn chắc như này các bạn. Đó. Đó, mình dẻ mà nó săn lắm nha. Thịt cá săn chắc, thấm đều gia vị, có vị ngọt ngọt mặn mặn, ăn với cơm thì bắt vô cùng luôn ha.
các bạn muốn đậm đà hơn thì các bạn có thể cho thêm một tí xíu muối hay là nước mắm. Còn riêng mình gì là mình thấy được rồi ha. Cá kho cách này thì ăn với cơm, bát cơm vô cùng, đơn giản dễ làm. Khi mình kho review với các bạn thì cái mỡ cá nó ra thêm thâm sắc gì nè. Thịt cá thì chắc dai. Vậy thì rất là đơn giản, mình đã chia sẻ đến anh chị và các bạn cách kho cá, thịt săn chắc, thơm ngon không bị tanh nha. Cách này đơn giản dễ làm lắm. Nếu anh chị và các bạn thích thì hãy thử vào bếp làm cho gia đình mình dùng nha. Và đừng quên nhắn cho mình một like, một đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra clip nha cả nhà. Mến chào, hẹn gặp lại anh chị và các bạn vào những clip tiếp theo nữa nha.